Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Đi Khách Không Sạn. Và ngày hôm nay tôi sẽ review cho mọi người một chiếc khách sạn, một chiếc Airbnb. Và chúng tôi đã đi cái Airbnb này lần 2 lần rồi, lại là lần thứ 3 nha mọi người. Chúng ta có một cái nhà vệ sinh nhìn ra ngoài như thế này. Thì cái nhà vệ sinh này có thể mở cửa ra nha mọi người, đón ánh nắng mặt trời. Nhưng mà trời Sài Gòn hơi nóng. Tự nhiên mới review mà review cái nhà vệ sinh đầu tiên thì cũng hơi kỳ, cho nên bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi room tour một cái phòng rất là xinh xắn ở số 35 Cô Mét. Đây là bên phía giường ngủ. Nó là một cái không gian mở cho mọi người, nó không có ngăn ra. Thì đây, như mọi người thấy, đây là cái không gian phòng ngủ của chúng ta. Mọi người có thể kéo rèm ra đi ngủ buổi tối, xong rồi buổi sáng mọi người sẽ được đánh thức bằng ánh nắng mặt trời. Và đó là khu phòng ngủ rất là đơn giản. Ở đây có một cái tivi mọi người. Nhưng mà với mình nha, mình thấy tivi này không có to lắm, cũng được, đủ thấy thôi. Còn đây là khu phòng khách. Như mọi người thấy đó, tức là nó là một cái không gian rất là bự, xong rồi nó sẽ liên kết với nhau như vậy. Và ở đây có một cái sofa mình có thể ngồi đây. Xong rồi nếu như mà tối mà mình quay mà bị hỏng hay là mình lỡ làm mất suột gì đó thì chị Trang sẽ bắt mình ra đây nằm, chứ không phải là nằm được ở bên kia nữa, mọi người hiểu không? Mình thấy nha, rất là dễ thương, cute, nhưng mà trần thì hơi thấp. Và căn này lưu ý là nó nằm ở trên tầng cao nhất của cái tòa nhà này nha mọi người. Và ở đây có một cái khu rất là đẹp. Mọi người có thể nhìn thấy là khu này đây, khu ban công của chúng ta. Mời mọi người đi ra ban công với mình. Nó có cái bồn tắm nè, xong rồi nó có cây, cỏ, hoa, lá. Và mọi người đừng sợ là nếu như mà mình tắm ở đây thì có người khác thấy. Nhưng mà thật ra thì không có thấy được đâu nha. Tại vì là ở đây nó trồng hết tất cả mọi thứ cây xung quanh, và những cái tòa nhà xung quanh đó nó cũng không đủ cao để có thể nhìn thấy tụi mình ở đây. Nhưng mà một điều khá là đáng tiếc thì tại vì mọi người xây cao lên để ở dưới không nhìn thấy lên được, cho nên là mình cũng sẽ khó nhìn từ trên xuống dưới thấy cảnh được á mọi người. Cái nhà này xinh, nói chung mới là xinh nha mọi người. Nhưng mà nếu mà cho Trang chọn giữa phòng này và phòng đợt trước tụi mình đi cũng của PMP á, ở lầu số 6 đúng không? Ừ. Thì chị sẽ thích đi cái lầu số 6 hơn. Ừ. Vì lý do là nó có một cái bàn ăn rất là to, và cái bàn ăn đó là có thể vừa ngồi làm việc được nè, hay là vừa ăn được nữa, cho nên là thành ra nó tiện. Còn ở đây thì cái khu vực bàn ăn nó sẽ nhỏ hơn, nhưng mà có một cái là rất là ok, đó là nó sẽ có cái phần bồn tắm ở bên ngoài, kiểu nhìn cũng chill, cũng hay á mọi người. Nhưng mà kiểu mình cũng ngại, mình không biết là nếu mà mình cởi đồ ra mình chui ra đó mình tắm được không ta? Không, có ai thấy mình không? Người ta dùng ống nhòm mà tôi thấy không? Thấy đó. Trời ơi. Đó nên nó cũng hơi có một cái vấn đề như vậy thôi. Và ngoài ra thì là đối với tầng 7 á, các bạn sẽ phải tự xách vali lên đây, cho nên là nếu mà bạn nào mà mang đồ rất là nặng luôn á nha, thì đây nó sẽ không phải là một cái lựa chọn hợp lý. Tổng quan chung thì mình thấy là căn này vẫn rất là xinh. Đây là một cái style hoàn toàn khác so với lại cái style ở dưới luôn. Cái này là kiểu Địa Trung Hải. Ừ, kiểu nó Địa Trung Hải hơn. Và có một điều rất là bất ngờ nha, mặc dù nó là tầng cao nhất nhưng mà tụi mình khi bước vào nó không có nóng. Nhưng mà em nghĩ là tại vì nhìn cái thiết kế ở đây, và người ta rất là biết cái nhu cầu của mình, và người ta rất là tập trung vào cái việc xây để trải nghiệm á. Cho nên là em thấy lúc mà trước khi em tới thì em cũng đã nghĩ được là họ sẽ để ý và họ sẽ dùng những cái chất liệu và những cái cách xây dựng nó làm cho mình cảm thấy thoải mái nhất. Với căn này thì em cảm thấy là nó rộng. Em không biết nhưng mà em cảm giác là em có thể nằm ra nhà. Kiểu em vô là em có thể kiểu nằm ra bất cứ đâu trong cái nhà này á. Nằm ra bất cứ đâu? Ừ, nằm đây nè, hoặc là nằm đây đó. Ý là nó cho em cái cảm giác đó á chị. Tại vì bên này nó cũng thoáng hơn một xíu, nhưng mà có một cái là tại vì nó ở trên cùng cho nên là cái trần nó hơi thấp hơn. Ừ, cũng đúng. Nhưng mà thêm một cái là nếu như ví dụ như các bạn không mang hành lý quá nặng, các bạn lên đây ok. Nhưng có một cái mình phải công nhận, ví dụ như là ở trên này nó sẽ có cái vibe giống như là cái vibe để ở. Ở dưới á, thì nó sẽ rất là đẹp để quay. Tại vì nó có rất là nhiều góc đẹp để quay. Về giá là ngang nhau chứ hả? Đúng rồi, giá là ngang nhau. Nếu mà giá ngang nhau thì các bạn có thể thoải mái lựa chọn bất kỳ một cái phòng nào, tùy các bạn thôi. Nhưng mà như Trang đã nói rồi, ở trên đây là tầng 7, các bạn phải xách đồ lên. Thì cứ ghi nhớ, nếu các bạn tới đây mà xách đồ nặng thì nên ở tầng 6 cho khỏe. Và mình nghĩ lên phòng này cũng sẽ rất là hợp cho tất cả các cặp đôi nào mà các bạn đi theo cái hướng mà gọi là đi kỷ niệm á. Ví dụ như là đi kỷ niệm 1 năm thì các bạn thuê ở trên đây 3 ngày 2 đêm hoặc là 2 ngày 1 đêm gì đó cũng được. Xong mình dành thời gian ăn uống rồi mình kiểu quần nhau, xà quần đồ ơi các kiểu đó. Rồi á hả, nhưng mà ở khu này thì nó cũng rất là hay là nó gần rất là nhiều những cái nơi để mà đi chơi này nọ các kiểu, cho nên là rất là hợp luôn, rất được luôn. Những bạn nào mà tới thành phố Hồ Chí Minh mà muốn đi những khu như là Bụi Viện nè, hay là những khu như là Hàm Nghi, tới những cái club hoặc là những cái pub rất là nổi tiếng, hoặc những cái quán cocktail nổi tiếng á, thì đây là một vị trí cực kỳ đắc địa. Và có một cái em thấy ở đây rất là ok, đó là cái nhà vệ sinh rất là rộng và rất là riêng tư, và nó cũng có cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nó mở cửa sổ được, nó thoáng nè, xong rồi nó còn cái màn che nữa mọi người, cái màn che nữa nha, cũng đẹp nữa, cái gạch ở trong nó đẹp, nhìn nó sạch. Vậy thì tính ra là trong tất cả, trong tất cả đúng rồi, những phòng PMP mà mình từng đi thì đây là phòng có nhà vệ sinh đẹp và kín đáo nhất. Đúng vậy, tôi thấy là như vậy mọi người, cho nên là ai mà quan trọng cái nhà vệ sinh thì nên ở thử căn này. Highly recommend đấy, nhưng mà các bạn có muốn thì hãy cứ tới đây thử nha. Và đây là một trong những cái chủ sở hữu những căn Airbnb mà mình thấy đẹp và chất lượng, và rất là biết bỏ tâm ra để làm Airbnb. Ngoài ví dụ như là PMP ra thì mọi người cũng thấy là tụi mình cũng từng đi một căn đó là Luffy, đúng không? Của Luffy cũng rất là đẹp luôn, cho nên là thành ra thị trường Airbnb mà đẹp á là vẫn có ở Sài Gòn nha, cho nên là mọi người chiến lên được không? Chiến lên. Ok. Ok, và đó là những cái trải nghiệm của chúng tôi ngày hôm nay tại căn lầu 7 ở PMP 35 Comet. Hẹn mọi người vào tập Đi Khách Không Sạn tiếp theo, và nếu như mà các bạn muốn tụi mình review ở đâu thì các bạn có thể comment dưới đây cho tụi mình biết nha. Bye bye.